Lý Gia Thành có thể nhìn thấu Tập Cận Bình trong 10 phút. Đây là một câu chuyện nổi tiếng trong giới tài chính Trung Quốc. Câu chuyện này được truyền miệng rộng rãi nhờ các sự kiện sau. Nếu nói về sự nhạy bén với thời cuộc, thì trong giới chính trị và tài chính, Lý Gia Thành được xem là một người siêu phàm. Ông có khả năng nhìn thấu Tập Cận Bình chỉ trong 10 phút. Năm 1992, Lý Gia Thành đã có cuộc nói chuyện kéo dài 1 giờ với Đặng Tiểu Bình và sau đó mạnh dạn đầu tư vào bất động sản Trung Quốc. Chính từ quyết định này, ông đã khởi động một chu kỳ tăng trưởng kéo dài 20 năm của thị trường bất động sản tại Trung Quốc. Năm 2012, sau cuộc trò chuyện 10 phút với Tập Cận Bình, ông bắt đầu bán tháo bất động sản tại Trung Quốc và giảm dần sự phụ thuộc vào quốc gia này. Tháng 11/2012, Tập chính thức trở thành Tổng Bí thư và muốn các tập đoàn tài phiệt Trung Quốc ủng hộ mình trong phát triển kinh tế. Năm 2013, nhiều người cho rằng Lý Gia Thành bán tháo quá sớm và thậm chí còn có ý kiến cho rằng Trung Quốc không nên để ông thoát đi như vậy. Hiện tại, nhìn lại thị trường bất động sản Trung Quốc, nhiều công ty lớn như Evergrande và Country Garden đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Các công ty công nghệ như của Jack Ma cũng gặp nhiều khó khăn khi Tập bắt đầu hợp tác với Putin, quay lưng với các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Sau khi rút khỏi Trung Quốc, Lý Gia Thành đầu tư vào Anh, nhưng đến tháng 5 2022, ông cũng bắt đầu rút vốn khỏi thị trường này để chuyển sang Việt Nam. Sau đó, nền kinh tế Anh cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Đầu tháng 8 năm 2023, ông giảm giá bất động sản còn lại tại Hong Kong. Và điều này trùng hợp với sự suy giảm kinh tế của đặc khu này. Một doanh nhân nên nhạy bén với thời cuộc, đặc biệt là nhạy cảm với chính trị. Thuyền càng lớn thì càng khó xoay chuyển, nên khi thấy dấu hiệu bất ổn, Lý Gia Thành đã nhanh chóng rút lui. Thái Thành Khôn, một người có uy tín trong giới chính trị Trung Quốc, đã từng dự đoán chính xác những thay đổi trước khi diễn ra. Vào ngày 22/1/2024, ông nhắc lại rằng, từ thời Đặng Tiểu Bình, các gia tộc lớn ở Hồng Kông như Lý Gia Thành luôn là thượng khách của Trung Quốc, được hưởng nhiều đãi ngộ. Từ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân đến Hồ Cẩm Đào, tất cả đều gặp riêng Lý Gia Thành để trao đổi về kinh tế. Những cuộc gặp gỡ này giúp Trung Quốc củng cố mối quan hệ với Hồng Kông và tận dụng hiểu biết sâu rộng của Lý Gia Thành. Ngay cả khi còn là Phó Chủ tịch, Tập Cận Bình cũng đã gặp Lý Gia Thành để xin ý kiến. Tuy nhiên, kể từ năm 2013, sau khi nắm quyền, Tập không gặp lại các doanh nghiệp Hồng Kông lớn như Lý Gia Thành. Đến 22/9/2014, ông mới gặp phái đoàn Hồng Kông do đặc khu trưởng Đồng Kiến Hoa dẫn đầu và Lý Gia Thành là doanh nhân duy nhất tham dự. Sau 10 phút trò chuyện, Lý Gia Thành đã nhận ra ý định của Tập và lặng lẽ bán hết bất động sản Trung Quốc. Phong cách làm ăn của Lý Gia Thành là luôn hài lòng với lợi nhuận hợp lý mà không cần bán ra ở mức đỉnh điểm. Đồng thời, ông luôn chừa lại cho đối tác phần lợi lớn hơn. Chính sự cẩn trọng này giúp ông rút khỏi Trung Quốc một cách âm thầm và nhanh chóng mà chính quyền nước này không kịp phản ứng. Hiện tại, gia tộc Lý Gia đang âm thầm phát triển các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là mảng bán lẻ và bất động sản. Những thông tin chi tiết về điều này sẽ được chia sẻ trong các bài sau của kênh Fansách.